Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023. Chiều hôm nay 12 tháng 11 lộc miền Nam trên kênh nó về được cái con 74 ở trên đài Tiền Giang. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 13 tháng 11 trên các đài thành phố Đồng Tháp và Cà Mau. Mời anh chị em tham khảo ở trên đài thành phố mình dự đoán cái cặp 13-31. Đài Đồng Tháp mình dự đoán cái cặp 37-73. Đài Cà Mau mình dự đoán cái cặp 23-32. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc cho anh chị em gặp nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.